Hello anh em, Nash đã quay trở lại rồi đây. Sau sự kiện Sony Showcase diễn ra, chắc anh em cũng đang háo hức ngóng chờ đến cái ngày được chạm tay vào tựa game God of War phần tiếp theo để cùng anh chọc đi những chặng đường cuối cùng của anh ở vùng đất Bắc Âu lạnh giá đúng không nào? Nhưng nếu chỉ trong thời gian ngắn sắp tới đây thì mong muốn của anh em sẽ chưa thể nào thực hiện được. Vậy nên ngày hôm nay Maximum sẽ giới thiệu cho anh em một vài tựa game đề tài được lấy từ những câu chuyện thần thoại. Hy vọng anh em có thể cày cuốc giết thời gian trong thời gian chờ đợi anh chọc tái xuất giang hồ nhé. Không chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. 1. Hercules. Đầu tiên, hãy để Maximum đưa anh em quay về tuổi thơ nhé. Chắc hẳn các anh em 8X cũng như đầu 9X ở đây đều đã quá quen thuộc với bộ phim hoạt hình Hercules do Walt Disney sản xuất đúng không nào? Đồng thời, không ít anh em trong số đó cũng đã từng có những khoảng thời gian say mê tựa game cùng tên, nổi đình nổi đám trên toàn thế giới vào cuối những năm 90 rồi đúng không? Ra mắt vào năm 1997, cái thời mà ở xứ Đông Lào này, các chú bé vẫn còn cởi chuồng tắm mưa, bắn bi, đá bóng, đá cầu. Thì việc có được một dàn máy với một tựa game để chơi cứ phải gọi là được như lên tiên cảnh. Vào thời điểm đó thì còn cái gì khác nữa đâu mà kén chọn. Cứ có gì là chiến nấy thôi. Thậm chí chỉ cần đứng hàng giờ liền nhìn ngắm người khác chơi thôi cũng đã đủ sung sướng lắm rồi. Nói như vậy nhưng cũng không có nghĩa là những tựa game lúc bấy giờ không đảm bảo được về mặt chất lượng. Những trò chơi thời đó không chạy theo doanh số, chạy theo đồng tiền. Các nhà làm game tạo ra một trò chơi với mong muốn rằng đứa con tinh thần của mình sẽ luôn nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng. Từ đó, chúng ta biết được nhiều con game tuổi thơ ra mắt tiếp từ đầu 20, thậm chí là 30 năm về trước. Mà cứ mỗi khi được nhắc đến, lại có nhiều anh em cảm thấy bồi hồi xao xuyến khi nhớ lại những khoảnh khắc xưa cũ khi thời bé được trải nghiệm những con game đó đúng không nào? Và chắc chắn Hercules cũng không phải là ngoại lệ. Không như bây giờ, một tựa game ăn theo phim hay ngược lại đều có chất lượng rất tệ hại. Hercules cùng với những anh em cùng họ Disney khác luôn chiếm trọn được trái tim của những đứa trẻ mà cả tuổi thơ chúng ta gắn liền với những bộ phim hoạt hình của hãng. Với dung lượng rất là nhẹ, vừa đủ để bỏ vào một đĩa CD, nhưng không phải vì thế mà cốt truyện hay lối chơi của Hercules trở nên nhàm chán. Nói qua về gameplay trước, tựa game có tận 10 màn chơi, cũng cùng là dạng 2D di chuyển và chiến đấu, nhưng từng màn chơi lại là những hướng tiếp cận khác nhau. Cùng với đó là những thử thách cũng hoàn toàn mới lạ. Ở mỗi màn chơi sẽ là những lối chơi, cách đánh và nhiệm vụ khác nhau. Còn về nội dung của trò chơi, có thể anh em sẽ cảm thấy nếu đúng y chang trong phim hoạt hình thì chắc chắn việc trải nghiệm từ game sẽ trở nên rất nhàm chán. Nhưng sự thật không phải như vậy. Anh em hãy thử hoài niệm về cái thời mà chúng ta còn là những đứa trẻ. Việc nhìn những hình ảnh chạy đi chạy lại trên TV so với việc được trực tiếp hóa thân thành họ, đồng hành, phiêu lưu qua những thử thách thì cứ phải gọi là không còn gì sánh bằng. Nếu trong mùa dịch này các anh em có dư dả thời gian và muốn xin một vé về tuổi thơ thì đừng chần chờ gì mà hãy chơi lại Hercules. Không những anh em sẽ được sống lại quá khứ, mà biết đâu với tư duy của một người lớn, anh em có thể khám phá được những bí mật ẩn giấu trong trò chơi mà khi xưa với đầu óc non nớt của một đứa trẻ, chúng ta đã vô tình bỏ qua nó hoặc đã cố hết sức nhưng vẫn không thể nào mày mò ra thì sao? 2. Hades. Trong thế giới của các trò chơi về đề tài thần thoại, có lẽ chủ đề về thần thoại Hy Lạp chưa bao giờ là hết hot. Trong thời gian Covid đầy ảm đạm như năm 2020, vào khoảng nửa cuối năm, Supergiant lại cho ra mắt một tựa game dự để búp tinh thần của các anh em game thủ, làm khuấy đảo cộng đồng những người chơi game trong khoảng thời gian dài, nhất là với những anh em đam mê thể loại hack and slash cũng như roguelike. Và tựa game đó chính là Hades. Với chất lượng tuyệt vời cùng với sự ủng hộ nhiệt tình đến từ phía các nhà phê bình, từ cộng đồng người chơi, Supergiant cùng đứa con tinh thần của mình đã ẵm về giải thưởng game indie hay nhất trong sự kiện The Game Awards. Thậm chí Hades còn được đề cử cho giải thưởng Game of the Year, chung mâm với God of Tsushima hay Doom Eternal, và chỉ chịu khuất phục trước cô nàng lực điền Abby từ The Last of Us 2. Bấy nhiêu giải thưởng cũng đủ để anh em hiểu độ chất lượng của tựa game mà Maximum giới thiệu cho anh em rồi đấy. Đi sơ qua một tí về phần cốt truyện. Tuy được mang tên là một trong ba vị thần tối cao và quyền lực nhất cõi Hy Lạp, Hades, nhưng nội dung hay thậm chí là nhân vật chính trong tựa game hoàn toàn không phải về vị thần chúa tể địa ngục này, mà là về con của ông, hoàng tử Zagreus. Một chàng trai đam mê phiêu lưu và không bao giờ chịu sống cuộc đời trầm lặng như cha của mình. Là con của một vị thần, nên Zagreus đã gần như không bao giờ chết. Mỗi lần tưởng như đã chết, ngay sau đó anh sẽ lại được hồi sinh từ dòng sông Styx và bước đến trước cha mình. Dần dần, Hades cũng đã quá quen thuộc với việc cứ chết đi sống lại của con trai, và ông cũng chẳng còn quan tâm đến việc đó nữa. Ông chỉ muốn Zagreus trưởng thành hơn và có thể tiếp quản cơ đồ của mình.
Nhưng với một tấm lòng rộng lượng, với trái tim dịu dàng, cùng với bản lĩnh có phần sốc nổi và cứng đầu, trái ngược hoàn toàn với cha của mình, khi ông điềm đạm và nghiêm khắc, một trong những phẩm chất cần có của một vị chúa tể địa ngục. Và thế là hai cha con luôn bất hòa với nhau. Mãi đến một ngày, Zacharias lén ra ngoài lúc cả nhà đã ngủ say và vô tình đọc được một bức thư của một người phụ nữ tên Persephone gửi cho cha mình. Qua tìm hiểu, anh biết được đây mới chính là mẹ ruột của mình chứ không phải là Nyx, người mà xưa giờ anh vẫn thường nghĩ. Quá nhiều câu hỏi về người phụ nữ này, đồng thời với những bản tính ham muốn khám phá, Zacharias quyết tâm lên đường để thoát khỏi chốn âm ti quỷ dị này, mong muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng liệu mọi thứ bên ngoài có thật sự tốt đẹp? Liệu mẹ anh có từ bỏ địa phủ vì cha anh là một người lạnh lùng? Hay liệu những người con mang danh là các đấng bề trên có thực sự thương yêu và giúp đỡ anh trên danh nghĩa là gia đình? Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ sau cuộc hành trình của vị hoàng đế trẻ tuổi Zacharias của chúng ta. Anh em nào là fan của tựa game thần thoại cũng như có niềm đam mê với thể loại hack and slash thì đừng bỏ qua con game vô cùng thú vị này nhé. Ba, Azura's Wrath. Ngay từ cái tên cũng đã nói đến hết tính cách cũng như độ cục súc của anh trai sẽ đồng hành cùng chúng ta, cơn thịnh nộ của Azura. Nhắc đến anh chọc Kratos trong God of War mà không nhắc đến anh quậu Azura thì thật là một sai lầm. Hai thanh niên này sinh ra như là để dành cho nhau, vì cả hai đều giống nhau từ xuất thân, tính cách cho đến số phận và cả mục tiêu chiến đấu. Cũng như anh chọc Kratos, anh quậu Azura cũng là một á thần, sở hữu sức mạnh vô đối, bị cướp đi mất hai người quan trọng nhất đời mình là vợ và con gái. Nhưng đối với Azura thì còn là sự phản bội từ những người mà từ lâu anh đã xem như những người bạn bè, anh em chí cốt. Cả hai người đều lên đường chiến đấu vì một mục đích duy nhất, không gì khác ngoài để rửa mối hận trong lòng. Nhưng có lẽ cái kết của Azura là đẹp đẽ hơn, vì sau tất cả, thế giới sẽ lại màu hồng. Còn đối với anh trai đầu trọc thì anh em biết rồi đấy, anh mà đã phá thì có gì còn trụ được đâu. Lấy cảm hứng từ nền văn hóa Ấn Độ cổ đại, các vị thần có nguồn gốc sức mạnh từ nguồn năng lượng mantra, một thứ thường xuyên xuất hiện trong những chân ngôn tiếng phạn cổ xưa. Nếu như các trận chiến trong God of War chỉ gói gọn trong những vùng đất mà Kratos đi qua, thì ở Azura's Wrath, những trận chiến có thể nói là kinh thiên động địa theo đúng nghĩa đen. Quy mô của các màn chém giết đã nâng tới tầm vũ trụ, đỉnh điểm là khi những con boss to đến nỗi chỉ có một ngón tay của hắn cũng đủ bằng cả một vùng đất. Nếu như các anh em đã từng yêu thích Kratos với những lần chiến đấu với các Titan mà đối với họ anh chọc chỉ như một con kiến, thì hãy tưởng tượng như anh quậu của chúng ta sẽ phải chiến đấu với những vị thần. Mà nếu họ có một con mắt của người thường thì họ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được anh, vì đối với họ, anh cũng chỉ ngang ngửa một con vi khuẩn đối với con người. Để thêm phần khủng bố thì anh em cứ tưởng tượng anh quậu của chúng ta đã từng có lần bị chém đứt đôi người bởi một thanh kiếm dài bằng đường kính của cả một hành tinh. Trong tựa game này không có gì là cho bé hay ngắn ngủi cả, các bóng thời gian cũng không phải ngoại lệ. Chỉ với một cú ngã từ vùng đất này sang vùng đất khác, anh quậu đã phải đi một chặng đường kéo dài tận 12.000 năm. Và những mốc sự kiện trong game cách nhau vài trăm hay thậm chí là vài ngàn năm cũng là chuyện hết sức bình thường. Nói chung, để nói về độ chất chơi của tựa game này, anh em cứ tưởng tượng những gì Kratos và God of War làm được, thì trong Azura's Wrath, mọi thứ sẽ được tái hiện ở một quy mô vĩ đại hơn gấp nhiều lần. Và các anh em nào là fan của thể loại game chém giết và thích những thứ to lớn, vĩ đại, đồng thời có phần cuồng loạn, chắc chắn đây sẽ là một trò chơi dành cho anh em. 4. Black Myth Wukong. Anh em xứ Đông Lào, dù có là game thủ hay không thì chắc chắn cũng không có gì xa lạ với cái tên vô cùng thân thuộc, Tây Du Ký. Nhưng nếu có một tựa game lấy đề tài chủ đạo dựa trên tác phẩm kinh điển của nhà văn Ngô Thừa Ân thì quả là không còn gì có thể tuyệt vời hơn. Không chỉ có nhiều thế hệ anh em Đông Lào chúng ta mới có tuổi thơ gắn liền với chuyến đi về phương Tây của bốn thầy trò Đường Tăng. Rất nhiều người anh em đến từ những quốc gia khác nhau, những nền văn hóa cũng như tôn giáo đa dạng, đã từng có khoảng thời gian đắm chìm vào thế giới kỳ ảo với sự kết hợp hài hòa giữa Phật giáo và đạo giáo Trung Hoa. Nắm được kỳ vọng đó, cùng với tình hình, từ trước đến giờ vẫn chưa có một tựa game nào lấy đề tài Tây Du Ký mà có chất lượng thật sự tốt, chiều lòng các game thủ. Vào năm 2020, Game Science đã tung ra một trailer với tựa game Hắc Thoại Ngộ Không. Không nằm ngoài dự đoán, với nền đồ họa cực kỳ là bắt mắt, cộng với những hình ảnh gợi nhớ về tuổi thơ của biết bao nhiêu người, trong đó có tôi. Sự đón nhận trong chờ ngày ra mắt của tựa game cũng như những giả thuyết xoay quanh trò chơi đã bùng nổ và sôi nổi trong các diễn đàn. Hắc Thoại không còn chỉ gói gọn ở lĩnh vực game mà lan rộng tới cộng đồng những người có đam mê với các câu chuyện thần thoại.
gần đây nhất vào giữa năm 2021 này. Nhà phát hành lại nhá hàng thêm một đoạn trailer dài gần 15 phút, phô diễn nhiều mặt tốt, đồng thời cải tiến những điểm hạn chế có thể thấy được ở trailer trước đó một năm. Và đương nhiên là có lồng ghép thêm vài chi tiết khiến người xem không khỏi tò mò về cốt truyện của trò chơi. Hơn bao giờ hết, cộng đồng trên toàn thế giới không ngừng đưa ra những giả thuyết về nhân vật chính trong game sẽ là ai trong Tứ Hầu Hỗn Thế. Thật sự thì vẫn chưa có bất kỳ khẳng định nào từ nhà phát hành, nên giả thuyết nào nghe cũng đều rất hợp lý. Thú thật thì mình cũng chẳng là fan trung thành của Tây Du Ký, nhất là phiên bản phim năm 1986. Và đối với mình, trailer gần đây nhất đã mang đến cho mình một cảm giác hoài niệm đến nỗi cả da gà. Nhất là ở khoảng một phút cuối cùng, khi âm thanh ngân nga của bản nhạc Con Đường Chúng Ta Đi vang lên. Nếu anh em nào chưa biết sắp tới sẽ có một tựa game về Tây Du Ký sắp ra mắt, hoặc anh em nào vẫn chưa xem đoạn giới thiệu gần đây của trò chơi, mình khuyên các anh em nên xem thử. Và anh em nào là fan của những tựa game có yếu tố thần thoại, đây chắc chắn là một trò chơi đáng để quan tâm và mong chờ. 5. God of War. Ra mắt lần đầu cách đây cũng đã 15 năm, nhưng mỗi khi nhắc đến một tựa game chặt chém, cùng với đó là yếu tố thần thoại huyền ảo, thì God of War luôn được đánh giá là một tượng đài. Không chỉ riêng với các fan trung thành của Sony, mà những người anh em chưa hề đụng đến của máy chơi game này chắc chắn cũng ít nhất một lần thấy được bóng dáng của cái đầu trọc đã gắn liền với thương hiệu game. Tuy có tuổi thơ không phải thuộc hàng nhỏ nhắn gì, nhưng nhà phát hành luôn biết cách làm nó tỏa sáng và tạo ra sự bùng nổ trong cộng đồng bất cứ khi nào có thông tin mới của game. Với những anh em nào đồng hành cùng Maximum từ lâu, thì chắc chắn God of War không còn là một cái tên quá xa lạ nữa. Nhưng sẽ thật là thiếu sót nếu trong bất kỳ danh sách của tựa game lấy đề tài thần thoại làm chủ đạo nào mà lại vắng đi cái đầu trọc thân thuộc của chúng ta. Và tại sao lại không nhỉ? Trong thời gian chờ đợi tiếp tục chuyến hành trình của anh trọc, các anh em hãy thử trải nghiệm cả series God of War thêm một lần nữa theo đúng trình tự thời gian. Hãy đi cùng anh từ những ngày đầu chót dại giao kèo với Ares, đến việc tự tay giết đi vợ và con mình, sau đó là phá bỏ lời thề và bị các chị em Fury truy cùng diệt tận. Đến khi giết được cả bà, thì anh chọc lại ngây ngơ và đi làm tay sai cho các vị thần mong chờ sự cứu rỗi từ họ. Và rồi Kratos nhận ra mình không là gì ngoài công cụ chém giết cho những con người ở trên. Từ đó anh quyết tâm lên đường đi trả thù. Đầu tiên là người đã gieo cho anh mọi sự đau khổ, Ares. Tiếp đến là tất cả các vị thần trên đỉnh Olympus. Hãy cùng một lần nữa đi qua tất cả những giai đoạn trong cuộc đời của Kratos, vì theo nhiều lời đồng đoán, rất có thể tựa game tiếp theo sẽ là hồi kết cho cuộc đời đầy bi thương, lúc thăng lúc trầm của cái đầu trọc này. Vậy nên, trước khi chúng ta chào tạm biệt cụ trọc này, anh em hãy thử điểm lại xem anh đã bao nhiêu lần đi qua thung lũng và đã bị những thứ bóng đêm nào ghi bàn chân. Sẽ thật tuyệt vời nếu anh em đồng hành cùng với anh trọc từ những ngày đầu và hoàn thành nó vừa kịp lúc để cùng anh bước những bước đi cuối cùng của cuộc đời mình. Are you a calm and reasonable person? Và đó là tổng hợp của Maximum và những tựa game có đề tài thần thoại mà các anh em nên thử qua. Nếu có bất kỳ sai sót hay thắc mắc, anh em hãy comment bên dưới cho Maximum biết nhé. Nếu yêu thích nội dung trong clip và muốn Maximum làm những video tổng hợp như thế này hay bất kỳ chủ đề nào nữa, hãy nhấn like và đăng ký kênh, cũng như gợi ý cho bọn mình ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các anh em.